Hello toàn thể anh em, chào mừng anh em trở lại kênh Hàng Điện Nhật Bản nha. Mình là Tuấn Anh đây, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một lô máy, thật là nhiều máy cho anh em thoải mái lựa chọn nha anh em. Các máy này là hàng nội địa của nước Nhật, sử dụng điện 110V ha, chuẩn Nhật nha anh em. Bao xịn cho anh em sử dụng thoải mái ha, điện áp 110V nha. Anh em lưu ý rõ dùm mình, đợt máy này thì có cưa trượt nè anh em, cưa trượt Hitachi ha. Máy đục vừa khoan, máy đục, khoan bốt, cưa kiếm, cưa xích. Và đặc biệt con máy màu vàng đó là con cắt sắt nha anh em. Con cắt sắt. Cái máy đó là thì cơ bản là điện nguồn 100V nhưng mà mình đã quấn trực tiếp điện 220V rồi. Thì anh em cần xách ra công trình là sử dụng thôi ha. Máy cắt gỗ. Sorry anh em, máy cắt sắt nha. Đó, máy bào Makita một dọc. Thoải mái lựa chọn. Máy thổi, cưa lọng thì có rất là nhiều loại anh em. Điều tốc, đá lưỡi các kiểu đại điểu luôn ha, cưa xích 1430W đây. Trong đó ha, đây một cây, đây một cây. Cái này mini nhỏ hơn, cái này lớn hơn. Đó, anh em thoải mái. Bắn vít thì một lò. Đầy đủ luôn nha anh em. Đầu khía Hitachi giờ cao nè. Khoan auto lock đầy đủ hết nha anh em. Đợt này rất là nhiều máy anh em có thể thoải mái lựa chọn nha. Riêng về máy mài ít nhất cũng khoảng 15 máy nha anh em ha. Hơn 15 máy nha. Makita, Hitachi, công tắc trượt. Công tắc trượt ha. Rồi mài Makita có thắng, Hitachi có thắng. Mài có điều tóc đầy đủ hết mọi thứ, anh em có thể lựa chọn thoải mái cho cái lô máy này ha. Đặc biệt con có một con khoan boss rất là đẹp anh em, con khoan boss đó là đầu 13 ly ha, của Đức nhập Nhật nha, có điều tóc đảo chiều đầy đủ luôn. Chút xíu đây mình sẽ quay mà test máy hết cho anh em xem từng máy báo giá công khai nha anh em. Đó, bên này thì hai cái máy phay ha, máy phay 6 ly 6 ly 3 nè, đây con Ribi, con của hãng Makita nha anh em. Đó, ở đây thì quay sơ lược cho anh em nắm trước vậy, chút xíu mình sẽ quay review chi tiết từng món. Ok, thì phương thức thanh toán bên mình á, khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho anh em, đó là phương thức nhất. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán á, nhận hàng thanh toán là phương thức thứ hai, đó là ship code COD, thì mình giao máy về tận nhà cho anh em mới trả tiền, thì cái đó thì mình không bao phí vận chuyển anh em. Những con máy lớn ví dụ như là máy cắt cưa trượt nè, máy máy lớn lớn á, anh em dòng cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mới gửi anh em ha. Lưu ý nhớ giùm mình, ship code là phải cọc mình mới gửi. Ok, tất cả các máy ở đây đều hàng nội địa của nước Nhật hết, sử dụng điện 110V xịn Nhật đó, nói rõ cho anh em nắm thông tin. Anh em thích máy nào thì chút xíu đây mình quay chi tiết, anh em lựa máy đó thoải mái. Rồi ok, bây giờ sẽ mình sẽ tới phần chi tiết. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với con loại máy rất là thông dụng ha, anh em dễ dàng sử dụng, đó là máy mài. Nếu mà nói về máy mài thì đợt máy này anh em lựa đã tay luôn. Thứ nhất chính hãng, thứ hai đa dạng nhiều loại. Ok chưa? Rồi tất cả đã sẵn sàng, mình vào review chi tiết thôi nào. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu anh em là máy mài Makita cổ điển ha. Rất là con này rất là cổ điển, rất là cổ nha anh em. Toàn bộ thân máy là bằng nhôm, cực kỳ bền ha. Đây. Phần đầu bằng nhôm, đít bằng nhôm, phần ở giữa bằng nhựa nha anh em. Cực kỳ cứng chắc ha, bằng nhựa, cái phần này bằng nhựa với phần bằng nhôm. Đó. Thông số của nó nhìn hơi bị mờ nhưng mà mình vẫn có thể xem được thông số. Nếu mà nhìn góc nghiêng mình sẽ xem được. Điện áp của nó 100V, con này của hãng Makita nha anh em, sử dụng đĩa 1 tấc 570W, 12.000 vòng trên 1 phút ha. Mình sẽ xem lật xéo với anh đèn hơi mờ xíu. Đó. Ok chưa? Mã bắt đầu từ của video ngày hôm nay sẽ là 338 nha anh em. Ha, dây điện nguồn của nó thì dài 3 m. Ok chưa? Điện áp 100V. Anh em lưu ý điện áp 100V và 110 xài chung được nha anh em. Anh em hay hỏi mình đó thì mình trả lời trên trực tiếp trên đây cho anh em xem luôn ha. Để mình test máy cho anh em xem. Êm ái nhẹ nhàng ha, siêu bền bỉ. Thể loại này là siêu bền bỉ nha anh em, của hãng Makita chính hãng, lại sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em. Mã 338 giá 300.000 đồng.
339 là một con máy nó từ thương hiệu Hitachi ha, tem mác đầy đủ nha anh em. Hitachi sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 110V, 680W, 7.1A, 12.000 vòng trên 1 phút, tem mác đầy đủ của hãng Hitachi. Em có thể xem Hitachi đây. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, kia điện nguồn dài 3m nha anh em. Mình sẽ test chức năng nhanh cho anh em xem. Máy mài mã 339 giá 300.000 đồng nha anh em. Ha, 300. 340. 340 đây. Rất là ok của hãng Hitachi, tem mát nhìn thấy rõ cực kỳ nha anh em. Đầy đủ thông số ha. Sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 110V, 720W, 7.4A, 12.000 vòng trên 1 phút. Đời cao. Đó, Hitachi tem mát đầy đủ ngoại hình. Đây, chốt. Chốt hoạt động ok nha anh em ha. Rồi. Chuyên nguồn dài 3m. Các chức năng. Mã 340 giá 300.000 đồng nha anh em. Đó, con này rất là đẹp nha anh em ha. Đây. Rất là mới nha anh em, con này rất là mới nha. Hitachi, tem mác đầy đủ đẹp. Sử dụng đĩa 1 tấc, 7.4A, 720W, điện áp 100V, 9.000 vòng trên phút nha anh em. Con này rất là đẹp ha. Rất là mới nha anh em. Đây. Ok. Dây nguồn 3m. Cơ bản thôi, dây nguồn máy mài nó là 3m nha anh em. Đó. Mã 341 giá 400.000 đồng anh em. Con này đẹp nha ha. Rất là ok luôn. Đây cái chốt anh em có thể xem nè. Đó. Dài bình thường nha. Mã 342. Con này ok luôn, đẹp luôn. Đây, tem mác ngoại hình. Hikuki. Tối đa 960W ha. Hãng Hikuki đời rất cao anh em, sản xuất năm 2018 ha. Sử dụng đĩa 1 tấc, đĩa cám 110V, 720W, 12.000 vòng trên phút. Trọng tải đến 960W nha anh em. Con này xài rất bền, không sợ cháy máy ha. Của hãng Hikuki, con này cũng rất là mới luôn nè. Đó, ok chưa? Rồi, yên nguồn của nó trung bình dài 3m. Test chức năng cho anh em xem. Êm ái nhẹ nhàng anh em. Mã 342 giá 400.000 đồng ha. Rất là đẹp luôn anh em, mới chát nha. 343. 343 này thì của hãng Edman. Nó là thuộc dòng có đề tóc, nhưng mà đề tóc này hết sử dụng được anh em. Mình bán như máy thường cho anh em sử dụng ha. Điện áp 100V, 500W, điều tốc là từ 5.500 vòng đến 11.000 vòng trên phút, nhưng mà bây giờ nó bị liệt rồi. Anh em nào biết đó, mua về có thể điều chỉnh sửa chữa cái điều tốc này xài nha anh em. Bây giờ mình bán máy với một chức năng là máy mài bình thường thôi ha. Thì nguồn nó dài 3m nha anh em. Như máy mài thường là 3m ha. Tất chức năng cho anh em xem. Hệ thống điều tốc của nó bây giờ không hoạt động anh em, sử dụng nguồn máy thường ha.
mình nói rõ cho anh em nắm nha, để anh em nào biết có phụ kiện hay đồ sửa chữa về sửa chữa làm máy mài dầu tóc mình xài. Mã 343 giá 400.000 đồng anh em. Rất là im ha, 344 y chang luôn anh em, nó hay bị hư cái chỗ dầu tóc nè. Đó. Con này cũng vẫn y chang luôn, điện áp 100V, 500W, 5.500 vòng tới 1.000 vòng trên phút sản xuất, lắp ráp sử dụng tại Nhật. Thì có dầu tóc nhưng mà bị liệt ha. Nhưng mà chức năng hoạt động của nó vẫn bình thường, mình test anh em cho anh em xem. Cái dây nguồn nó dài 3m nha anh em. Nè ha, dầu tóc nó vẫn hoạt động nha anh em. Nó vẫn một cái dòng tua mà quay tới quay lui rồi nha. Thì mình bán máy này giống như là máy bình thường thôi, một chức năng thôi, không có dầu tóc cho anh em. Giá 400, mã 344 với 400 luôn ha. Còn rất là mới nha. Anh em nào có mà phụ kiện như sữa này thì anh em sữa này lại xài dầu tóc rất là ngon. Đó, ok. Tiếp theo là 345 nha anh em. 345 này con này là con có thắng ha, quán Hitachi. Đó, có thắng. Tem mát đầy đủ đây. Điện áp 100V, sử dụng đĩa 1 tấc, 670W, 7A, 12 vòng trên phút, có thắng, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, đời cao nha anh em. Dây điện nguồn dài 3m ha. Có đăng từ thì nó sẽ là như thế này đây. Nghe anh em, nhìn nè. Ha, khi mình tắt công tắc là máy sẽ tắt liền nha anh em. Đó, ok chưa? Máy rất là mới nha anh em. Ok, tem đi chấp nhẹ ha. Thì mọi chức năng sử dụng ok hết. Đó, anh em chỉ cần tắt công tắc thì máy sẽ tự động dừng lại, cực kỳ an toàn cho anh em sử dụng. Đó, nhiều khi anh em đang xài á, đang sử dụng mà lỡ bị sốc lưỡi á, thì máy sẽ tự động tắt luôn. Nó có chế độ an toàn là gì nha anh em. Mã 345 mình giá anh em bán anh em giá rất là rẻ, chỉ có 450.000 đồng thôi ha. Hàng chính hãng Hitachi nha anh em. Điện áp 110V ha, chính hãng. Ok. Rồi tiếp tục nào. Giờ mình sẽ qua tới Makita nha anh em. Makita 346, con này là sử dụng điện công tắc rất là quen thuộc anh em, mình hay thấy hoài nè. Sử dụng điện công tắc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút nha anh em ha. Điện nguồn dài 3m đây, 3m 3m hơn nha anh em. Rồi là tính trung bình cho anh em nắm là 3m thôi. Đó, ngoài hình đây Makita, ok chưa? Test chức năng cho anh em xem nha. Êm ái nhẹ nhàng ha, của Makita, mã 346, giá 350.000 đồng nha anh em. Chính hãng Makita nha anh em. Nội địa Nhật, giá 100V nha. Tiếp theo 347. Đó, con này thì rất là đẹp nè, rất là mới luôn nha anh em. Makita ha, tem mát đầy đủ rất là ok. Makita M957, sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em nha. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, sử dụng điện 1 tấc, chuyền nguồn dài 3m. Test chức năng cho anh em xem nè, cực kỳ êm ái nhẹ nhàng ha. Êm ái nhẹ nhàng, chính hãng Makita, giá rẻ. Mã 347 giá 400.000 đồng anh em, rất là mới nha. Đợt máy này thì anh em thoải mái lựa chọn luôn, đã rời luôn. Còn anh em nào muốn đời cao, con này có con này đời cao nè anh em. Nhìn cái dáng của nó là rất là quen thuộc rồi ha. Đời cao nhất hiện tại bây giờ của Makita nha. Đây. Điện áp 100V, sử dụng đĩa 1 tấc, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Ok chưa? Rồi. Điện nguồn con này hơi dài ha, khoảng 4m. Khá là ok nè anh em ha. Đó, đời rất là cao của Makita. Đó, nhìn cái dáng là rất hiện đại rồi ha. Mã 348 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 349. 349 này thì
hơi bị đỉnh à, rất là đẹp nha. Made in Japan nghe nè, Makita đĩa một tấc 740 A, 720 W, 9.000 vòng trên phút, Made in Japan, rất đẹp nghe nè. Đó, dây điện nguồn dài khoảng 4 m. Bao êm, cực kỳ êm luôn. Con này rất là đẹp nha nè, rất ok ha. Mã 349, giá 450.000 đồng anh em. Made in Japan ha, chính hãng Makita, ok. Thì 350 sao? 350 cũng rất là xuất sắc nha anh em. Xuất sắc. Đẹp hơn luôn anh em, nước sơn zin còn luôn nha. Con này là zin nguyên bản luôn nè. Nước sơn zin còn luôn ha. Đây. Từ chi tiết luôn nha anh em. Con này mới từ chi tiết luôn nha anh em. Cái nút luôn nha. Đồng tiền làm tiền zin luôn. Dữ à. Tem mát đầy đủ. Made in Japan. Điện áp 100V. 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút. Made in Japan. Makita siêu ung đĩa một tấc. Con này zin nguyên bản nguyên khuôn luôn. Ha. Nhưng mà cộng dây nguồn của nó thay rồi nghe anh em. Cộng dây nguồn zin của nó bị đứt rồi ha. Mình thay cộng dây nguồn khác này. Cộng này thì 4 m. Đó, báo rõ anh em. Thay cộng dây nguồn khác nhưng mà dây nguồn này vẫn dây nguồn Nhật. Anh em mới xem. Mềm. Mềm dẻo dai ha. Cộng tại cộng dây này nó bị đứt hết trơn anh em ơi, mình mới thay chứ để cộng zin thì nhìn nó xấu. Đó. Rồi. Rồi đây ha. Con này đẹp quá trời đẹp luôn, nước sơn zin còn luôn anh em. Rất là ok luôn ha. Hầu như là nguyên bản. Ok, test chức năng cho anh em xem trước cái nè. Ok, rất là ok. Êm, êm. Con này là rất là êm rồi, rất là đỉnh luôn ha. Đẹp nhất, êm nhất luôn. Mã 350 giá 500.000 đồng anh em. Ha, chiều nguồn dài đã lắm á. Rất là êm, rất là đẹp. Nguyên bản nguyên zin. Đó. Thay dây nguồn, mình nói thay dây nguồn nha anh em, không có giấu giếm anh em gì hết ha. Rồi ok. 350 giá 500. Còn 351 thì sao? Hay 351 thì nó là một phạm trù hoàn toàn khác nha anh em. Vẫn là Made in Japan nhưng mà con này có thắng nha anh em. Ha, con này có thắng. Đây. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút, có thắng từ. Đây, anh em mới xem, chính hãng Makita nha. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Đó, anh em thấy thắng từ chưa? Rất là êm ái nhẹ nhàng anh em, rất là đã luôn ha. Đó. Ok. Mã 351 giá 450.000 đồng anh em. Bao rẻ nha. Ba năm hai con này còn dữ hơn nữa. Cố lắng từ luôn. Nguyên bản luôn. Đẹp luôn. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật luôn anh em. Ha. Rất là đẹp, nó sơn zin tròn. Đó. Hàng đã qua sử dụng nha anh em. Có chạy nhẹ nhẹ ha, nhưng mà không ảnh hưởng tới máy. Rồi mình thử xem nè. Makita ha. Cái tem này còn nha. Tối đa 880W nha anh em. Đây, thông số nó mình xin chia sẻ là sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng phút, có thắng từ, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, con này hàng nguyên bản nữa nè. Rất là đã luôn. Trong dây zin luôn nha anh em, dây zin còn nha, dài 3 m nha. Rồi.
test cái chức năng sướng nhất của nó nè. Đó, có thắng tự nghe nè. Con này rất là đẹp nha anh em, rất là ok luôn nè. Thắng từ đầy đủ luôn nè, ngoại hình ok ha. Xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh em. Tem này còn luôn nè. Đó. Ok không? Rồi, mã 352 giá 500.000 đồng nha anh em. Ha. Xứng đáng nha. Nếu mà ở trên đây nó đẹp hơn nữa thì giá còn cao hơn nữa nha anh em. Mã này bị chày rồi ha, bán giá vừa cho anh em sử dụng nha. Đó. Rất là ok. Giá chỉ có 500.000 đồng thôi nha anh em. Con lấy con này với cái con nguyên bản kia là một cặp là đã rồi luôn. Xịn luôn. Ok. Rồi, đó là những con máy mài mà của Makita ha. Công tắc đôi, bây giờ tới công tắc trượt nha anh em. Hitachi. Đó. Công tắc trượt nha anh em. Anh em xem ngoại hình. Thông số. Điện áp 100V, 600W, 6.2A. 12.000 vòng trên phút nha anh em. Ha, con này đời cao sản xuất năm 2016. Đây, có bắt chượt đây. Tắt chức năng cho anh em xem ha. Rất là an toàn nha anh em. Cái chốt ở đây hoạt động bình thường ha. Nhấn vào giữ chặt thôi nha. Đó, ok. Cây nguồn thì dài 4m. Đó. Mã 353 giá 400.000 đồng nha anh em. Công tắc trượt nha. Đây. Anh em thích loại nào thì lấy loại đó. Tiếp theo khoảng 2T. Thương hiệu số 1 tại Mỹ. 2T nha anh em, tem mát mà đậu. 2T DAG100S. 710W, điện 120V. Anh em đây điện 120V, anh em nên đừng có sợ gì hết. Điện 100, 110, 120 xài chung được luôn, không sao hết. 11.000 vòng trên phút nha anh em ha. Khoảng 2T. Đó. Anh em muốn biết 2T là hãng của nước nào thì anh em lên Google bấm 2T là ra nha anh em. Rất là nổi tiếng ở bên châu Âu ha. Trong đất trượt nha anh em. Dây điện nguồn nó dài khoảng 3m. Cơ bản dây nó là tầm đó nha anh em. Êm, rất là êm nha anh em. Rất là êm mà đầm nữa nè. Êm mà gì đầm nữa. Mã 354 giá 450.000 đồng nha nè. 450.000 đồng ha. Khoảng 2T. Thương hiệu nổi tiếng ở châu Âu. Rất là nhiều đất nước Âu Mỹ, ví dụ là Đức nè, Mỹ nè, Canada sử dụng cái hàng 2T đó để làm công trình đó. Còn con 355 này, con máy mài của Boss, thương hiệu quốc dân của người Việt Nam mình ha. Thì con máy Boss này là con máy đời cao nhất hiện tại bây giờ trên thị trường, đang có bán hàng mới tinh, nguyên mới, nguyên máy mới luôn, là khoảng 1.800.000. Máy mới chát luôn anh em, là 1.800.000 ha. Anh em có thể ra siêu thị điện máy xem. Đó. Thì cái dáng y chang gì nè, có chữ Boss đây nè. Đó, anh em có thể xem, chụp tấm hình này lại rồi ra ngoài so phải không? Chính xác 100% anh em, mình hay đi mấy chỗ đó mình xem tham khảo thông tin mình biết ha. Dây điện nguồn con này dài 5m. Mà dây này là mình thay dây của máy cắt từ máy ra nha anh em. Cái máy dây của máy này nó bị đứt rồi ha. Cái dẫn là dây của nội địa của nước Nhật, mình báo rõ cho anh em nắm hết mọi thứ nha. Đó, nội địa nước Nhật, mềm dẻo dai, cái điện ok. Dài 5m. Con này con máy mài của Boss, 720W, điện áp 110V của Boss nhập Nhật nha anh em. Ok, test chức năng anh em xem. Mười 2.000 vòng trên phút nha anh em, con này rất mạnh ha. Mã 355 giá 450.000 đồng. Máy mới, tem mát đầy đủ ha. Là 1.800.000, không tin lên ra ngoài siêu thị điện máy coi. Ok. Tiếp theo. Hitachi, Hikuki. Hitachi Kuki tập đoàn nè anh em. Con này thì công tắc trượt ha. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V.
780W, 12.000 dòng trên phút, 8A, dây điện nguồn dài 3m, công tắc trượt, an toàn. Con này quá quen thuộc cho anh em rồi ha, thích con này lấy về xài thôi. Sản xuất đời rất cao ha, 2019 nha anh em. Mã 356 giá 450.000 đồng nha anh em. Ha. Quá là rẻ rồi. Mấy con máy mạng Hitachi này trên thị trường vẫn có giá khoảng 2 triệu nha anh em. 1 triệu 9 tới 2 triệu ha. Con này thì phải nói là con đẹp nhất của hãng Hitachi, của hàng Hitachi mình đang có trên tay mình này. Con này đẹp nhất nha anh em. Nè, nước sơn zin còn à. Sơn zin nè. Hitachi nè. Tem nè. Đẹp nha anh em. Con này đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn nè, mịn màng ha. Có chạy xước ra nhẹ thôi mà không ảnh hưởng gì hết. Con này cơ bản là nó hàng nguyên bản. Dây điện nguồn zin luôn anh em, dài 3m thôi. Đây, công tắc trượt. On off, rất là mới, con này rất là mới anh em. Rất là đã luôn ha. Rồi. Mới hay không mới gì quan trọng vẫn là chức năng nè, test cho anh em xem. Quá đã luôn. Con này rất là mới luôn nghe nè. Ha. Đây. Em phải xem. Chi tiết luôn. Nét căng luôn nghe nè. Rất là đẹp ha. Ok. Mã 357 giá 550.000 đồng nghe nè. Siêu mới ha. Rồi, tiếp tục. Con máy mài sao chót cũng có mài lợi hại nhất. 358. Kosuku. Công suất 720W, điện áp 100V, từ 5.000 đến 11.000 vòng trên 1 phút. Tại sao? Vì nó có điều tốc. Con này chức năng điều tốc bình thường nha anh em ha. Đây của hãng Kosuku, Made in Japan nha anh em. Rồi, công tắc trượt luôn. Mấy hàng Kosuku ra mấy cái dòng thương hiệu, cái dòng sản phẩm rất là đẹp và độc nha anh em. Điện nguồn nó dài 3m ha. Ok, tới chức năng điều tốc cho anh em xem nè. Con này nhiều anh em yêu thích nè. Êm mái, nhẹ nhàng, xịn, chính hãng, có điều tốc, công tắc trượt, hãng Kosuku Made in Japan, nội địa nước Nhật, điện áp 100V, xịn sò, xứng đáng từng đồng tiền bát gạo anh em mua, 358 giá 600.000 đồng, anh em là nhanh tay mà gửi anh em đó. Rồi, sơ lược máy mài như đó thôi, bây giờ mình sẽ tới... máy phay nha anh em. Máy phay Ryobi. Mũi 6 ly 3. Điện áp 100V, 30.000 vòng trên 1 phút, 5A, 470W. Ryobi sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em. Đây. Có cái chụp sẵn ha. Đơn giản vì cái phần đế này lúc mà mình lấy về nó đã bị bể rồi, với nó rất là cũ, nên mình sẽ bán cái cùi máy cho anh em thôi. Anh em chịu khó mua cái đế khác gắn vào, mấy đế thông dụng Việt Nam cũng được, Trung Quốc cũng được ha, đều gắn vào dừa. Quan trọng nhất là vẫn là cái cùi máy, còn cái đế đó mình có thể mua thoải mái vì nó chỉ là cái phần giữ cái phần này lại thôi ha, không quan trọng, máy vẫn là quan trọng nhất. Ryobi mã 383 này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Các chức năng cho anh em xem. Êm ái, nhẹ nhàng, chính hãng,
ok chưa? Mã 383 giá 350.000 đồng, làm bán bao gồm phần củ máy, nắp chụp ha, 350.000 đồng đó. Còn anh em ra mua thêm mấy chục ngàn nữa, cái đế gắn vô là sử dụng thôi. Ok chưa, giá 100V nha, 383 giá 350.000 đồng, quá trời rẻ đúng không anh em? Tiếp theo, nếu như anh em cảm thấy con đó chưa đủ xịn, anh em lấy con này về cho mình chơi. Con này của hãng Makita nha anh em ha. Đây, Makita, Makita nội địa nước Nhật. Điện áp 100V, 380W, 30.000 vòng trên phút, 4A. Con này thì bao anh em xài bền ha, chính hãng Makita, bao bền. Mũi 6 ly, 6 ly 3. Ok chưa? Rồi, vẫn là phần củ máy và đế chụp, không có cái đế nhựa bị bể rồi ha. Mình cũng không muốn lấy đem vô cho anh em coi làm gì cho nó xấu gì cái máy đó. Anh em có thể mua bất cứ cái đế nào của Việt Nam cũng được, cũng của Trung Quốc cũng được, em gắn vô là xài thôi, quan trọng nhất là củ máy của mình. Ok, chính hãng Makita, nội địa Nhật sản xuất, và lưu ý là điện áp 100V nha anh em. Im ái nhẹ nhàng. Phai alu, phai gỗ nè, móc rảnh rồi đó. Đây, máy này nè anh em. Chính hãng Makita ha. Đó. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, nguyên bản nguyên zin. Mã 384 giá 450.000 đồng anh em. 450.000 đồng ha, bao gồm phần củ máy nguyên zin, đế chụp zin luôn đó, dây nguồn đây dài khoảng 3 mét. Ok, đồ xịn nha anh em. Rồi và sau đây là tới máy thông dụng, máy bắn vít, máy bắn vít. Giờ camera vào chút xíu. Máy bắn vít nhỏ gọn mini dành cho anh em thợ điện tử ha. Mã 359, điện tử nhỏ gọn nhẹ, điện áp 100V, 25W, 170 vòng trên 1 phút nha anh em. Cây này là cho thợ điện tử thì bao gồm là chức năng nhỏ gọn nhẹ, êm ái từ từ. Đây, tới chức năng cho anh em xem. Đảo chiều nha anh em. Anh em khoan hãy đánh giá về cái con máy này từ từ. Vì sao? Mỗi con máy nó có một cái công dụng khác nhau, không phải máy nào cũng phải ầm ầm. Những anh thợ điện tử đó, vít nhỏ nhẹ thì cần mấy máy nhẹ như gì là ok nha anh em. Đó, anh em mà cần xài, cần chức năng thì sử dụng. Còn nếu anh em muốn máy mạnh không? Cùa phải không? Đây, một đống dưới trước kìa. Chút xíu sẽ tới liền ha. Anh em cứ bình tĩnh. Rồi, mã 359 giá 150.000 đồng anh em ha. Đảo chiều đầy đủ nha, nó giúp dành cho anh em điện tử nha, dành cho những công việc tỉ mỉ nhỏ nhẹ gọn gàng. Ok chưa? 359 giá 150. Tiếp theo, máy bắn vít Ryobi 300W, điện áp 100V của Ryobi nha anh em, 2.500 vòng trên phút, đảo chiều ở đây ha. Dây điện nguồn dài 4 đến 5 mét nha anh em. Nhiều tấm cò, anh em bấm nhẹ sẽ chậm, bấm mạnh sẽ nhanh nè. Đảo chiều luôn nha anh em, bấm nhẹ là mạnh, bấm nhẹ là sẽ chậm, bấm mạnh lên là nhanh nè. Ok chưa? Đảo chiều ở đây, cái nút gạt quạt lại đây rất là đơn giản, gọn gàng. Rồi, dành cho anh em là thích cùa nè, mã 360 giá 300.000 đồng, bắn thoải mái. Còn con kia là của điện tử mà sao anh em so được, máy lớn máy nhỏ nó khác nhau. Ok chưa? Rồi, 360 giá, mã 360 giá 300.000 đồng. Tiếp theo, 361, nó là một
mấy khác nữa. Năm nay tôi mình nói anh em là bữa nay là lựa là đã đời luôn, nó có rất là nhiều loại ha, kích thước hình dáng rồi này nọ khác nhau. Con này của hãng Makita nha anh em, tem mát đầy đủ, điện áp 100V 300W 2200 vòng trên phút, Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, 3.2A đây hệ số ha, 6950 này, có đảo chiều điều tốc, còi đủ gì lên nguồn dài 5m nha anh em. Từ từ tới hết à. Nè bấm nhẹ nè, mạnh nè, bấm nhẹ nè, mạnh nè, điều tốc to đảo chiều dưới đây, xoay ra nè, xoay vào nè, ok chưa. Mã 361 giá 350.000 đồng, dây nguồn dài 5m nha anh em. 361 giá 350.000 đồng nè. Anh em lưu ý giá nó chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Nếu anh em chuyển khoản và đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán thì vui lòng thông cảm, mình không bao ship. Ok chưa? Giá quá rẻ rồi anh em ơi. Anh em lựa thoải mái, được máy nào thì mua máy đó ha. Còn chưa lựa được máy thì ngồi chơi giao lưu anh em văn hóa văn nghệ rồi thoải mái. Hôm nay là chủ nhật mà anh em, đâu có gì đâu phải căng thẳng với nhau đúng không? 362 một cái bán dít đến từ thương hiệu Hitachi. Điện áp 100V, 340W, 3.6A từ 0 đến 3300 vòng trên phút. Dây điện nguồn dài 5m nha anh em. À, một bó ha. Test chức năng điều tốc. À, có tháng từ có điều tốc còn nha anh em. Có tháng từ đảo chiều, đó, đảo chiều đầy đủ nha anh em, có tháng từ có đảo chiều đầy đủ, có cấp trượt, có búa sẵn trong máy, máy bắn vít chuyên dụng nào cũng có cho anh em khỏi hỏi cái điều đó, rất là đơn giản. Bà mã 362 máy bắn vít Hitachi sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, giá 350.000 đồng, dây nguồn dài 5m, bao rẻ cho anh em. Ba chức năng cho em sử dụng luôn nha, không phải khơi khơi nha anh em. Anh mà anh em cân nhắc kỹ ra, hãy lựa xem tới xem lui cho kỹ ha. Cảm thấy thật sự ghi máy nào hãy đặt nha anh em, đừng đặt không có thèm nhìn mà đặt rồi mất công gửi tới lui lu bu lộn xộn luôn nha anh em ha. 363 là máy bắn vít Makita, đợt này rất là nhiều anh em lựa thoải mái. Điện áp 100V 300W này là 6951 nha anh em, 3.2A 300W từ 0 đến 2200 vòng trên phút, Makita thì nguồn dài 5m nè, nhắm xem. Đây. Nè, 363 nè, dây dính trực tiếp nè. Đó. Thấy chưa? Rồi. Điều tốc cò nè. Cò là sao? Bấm nhẹ nè. Chậm nè. Bấm mạnh nè. Đó, bấm mạnh thì sẽ mạnh, có tháng từ luôn, đảo chiều luôn. Có tháng từ đầy đủ nha anh em, có tháng từ, có đảo chiều, có điều tốc cò, máy bắn vít chuyên dụng, có cấp trượt sẵn ha, có búa, đơn giản gì là đây, máy bắn vít chuyên dụng. Đó. Mã 363 giá 400.000 đồng, đời càng ngày càng cao thôi nha, càng cao càng mạnh càng hiện đại thôi. 364 tem mát đầy đủ gõ đẹp, Makita 6951, 3.2A từ 0 đến 2200 vòng trên phút, điện áp 100V 300W sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, máy bắn vít ha, 364 dây nguồn dài 5m, dây của Makita luôn, coi chưa nè, bó nè, đã đời. Cái chức năng dây tóc còn anh em, thắng từ luôn, êm chưa, quá êm. Đó, đảo chiều, điều tốc, có tháng từ, có cấp độ trượt, có búa sẵn trong máy, vì đây là máy bắn vít chuyên nghiệp ha, nó sẽ trượt bắn bò chưa hoài. Đó, anh em nào đã sử dụng rồi thì biết ha, rất là ngon. Chính hãng Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, mã 364 giá 450.000 đồng anh em, tem mát đầy đủ đẹp ha, Makita rõ ràng nha, nguyên bản anh em. Dây 5m đây,
Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Càng ngày nó càng xịn hơn, càng càng cao. Nè. WH 12VC. Giữ nha anh em. Con này cũng rất là mạnh nè. 380W. 3.8A, 2000 từ 0 đến 2600 vòng phút, có điều tốc cò. Điện áp 100V khoảng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Xem nha. Rồi. Bó điện nguồn nè. 6m. Dữ hơn nữa anh em, 6m nè, dính liền nè, ok chưa? 365. Rồi, test máy. Về tốc cò nè. Có thắng từ, có điều tốc, có đảo chiều đầy đủ. Có búa, có cấp độ trường sẵn luôn ha. Nguyên bản, nguyên zin đẹp. Em xem nè. Xem vòng cho anh em xem. Đó. Điện nguồn đây. Êm ái, nhẹ nhàng, bắn dứt đơn giản thoải mái. Mã 365 bắn dứt xịn nhất của hàng Hitachi. Con này là để mà sản xuất ra để đối đầu với con bắn dứt đầu khía anh em. Đó, con này nè ha. Rồi, sẽ có đầu khía cho anh em luôn, mã 365 giá 500.000 đồng nha. Nè, bắn dứt đầu khía nè. Đây. Con máy huyền thoại trong lần bắn dứt. Món dứt Makita đầu khía. Đúng không? Tay mát. Đây, dính bụi nè, làm cái nó sạch trơn nè. Đó. Makita điện áp 100V, 4.8A, 400W từ 0 đến 2600 vòng phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, 6955. Đó, ok chưa? Đúng chưa? Chuyền nguồn dài 5m. Nè. Đó, LED nè. Có thắng từ. Đi tốc cò em bấm chậm nha, bấm nhẹ chậm nè. Bấm mạnh sẽ nhanh nha anh em. Có thắng từ đầy đủ, có cấp độ trượt, có búa sẵn luôn, có đèn led luôn, máy bắn dít đầu khía dây nguồn dài 5m ha. Đây, mã 366 giá 550.000 đồng, ok chưa? Rồi, đó là máy bắn dít rồi. Xong tới khoang, anh em cần bắn dít đã có rồi, cần máy khoan, nhưng mà phải đầu auto lock được mới được. Auto lock là sao? Xiết cái tay vô tháo luôn, khỏi cần cái cây chìa khóa dặn dặn nhá, tháo lắp bằng tay luôn. Con này của hãng Ryobi nha anh em, đẹp, mới chát luôn nè, nhìn nè ha, mới chát. Mã 367 thì chức năng của nó là gì? Là khoan, hoặc là anh em có thể bắn dít được đó. Tem mát hai bên đầy đủ, điện áp 100V, 2.5A, 2100 vòng trên phút nha anh em. Đó, con này của hàng Trung Quốc gia công nhập Nhật. Đó, ok chưa? Rồi. Test chức năng cho anh em xem. Đó. Nha, tháo con gấp vô nè. Tháo ra nè. Ok chưa? Đảo chiều đầy đủ, đầu auto lock, tháo lắp đơn giản gọn gàng. Dây nguồn dài 3m, mã 367 giá 300.000 đồng. 300.000 đồng anh em. Chỉ có 300.000 đồng thôi nha. Rồi. Ok. Sau đó tiếp tục. Mình xin phép giờ camera chút xíu nha anh em, nha chịu khó cho mình nha. Đây, rồi. Ok. Đang nghe rõ không? Tới xíu nữa anh em ơi. Rồi mình sẽ sửa camera sẽ xuống cho anh em xem nha. Rồi ok ok. Dẫn con máy nó vẫn còn nằm ở đây, mình sẽ quay từ từ lật lật tới ha. Ok, bắt đầu. Giới thiệu anh em, máy trà nhóm rung Ryobi nha anh em, coi này của hãng Ryobi ha.
Đây, rồi. Khoảng Ruby, tem mát đầy đủ hai bên. Đây. Rất là mới anh em, rồi rất là mới luôn, em hãy xem. Sáng bóng sạch sẽ anh em. Điện áp 100V 2.3A, 190W, 11.000 dòng trên 1 phút. Của hãng Ruby, con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nè. Hàng limited nha anh em, limited ha. Số lượng có hạn. Đây, công tắc on, ôm, on và off đây. Nhấn qua là nè. Tắt ha. Công tắc nằm đây nha anh em. Rất là ngon lành nha anh em. Cơ bản là hàng nguyên bản chưa qua sửa chữa luôn. Đây, dây nguồn dài khoảng 3 mét nha anh em. Dây zin luôn, dây của Nhật luôn. Đó. Mã 382. Giá 300.000 đồng anh em. Con là rất là đẹp luôn, anh em xem. Sáng bóng luôn nha. Hai bên nha anh em. Chỉ có 300.000 đồng thôi nha anh em ha. Rồi. Từ từ tới. Tiếp theo sẽ là một lô cửa lọng nha. Lô cửa lọng cho anh em nha. Từ từ, đừng gấp. Khoan bọng thì còn phía sau. Máy còn nhiều. Anh phải cho mình thời gian mới được. Cửa lọng nè, đây. Xin tôi lấy lại cho anh em xem. Rất là nhiều loại nha anh em. Cửa lọng đợt này thì anh em thoải mái luôn. Không có đắn đo gì nhiều hết, thích mẫu nào lấy mẫu đó. Đầu tiên, mã 374, cửa lọng đến từ thương hiệu Hitachi. Đây. Điện áp 100V, 380W, 4A, 3.200 vòng trên phút nha anh em. Ha, của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Anh có thể xem, trực tiếp với sân zin đây. Đó, này đã xài bị chạy chóc nhẹ nè. Không ảnh hưởng nha, máy là nguyên zin nguyên bản, siêu bền bỉ. Bảo hành anh em xài, nếu mà điện áp chuẩn 100V thì xài con này cỡ 3 năm chỉ nhất nha anh em. Ok, dây nguồn dài 3m. Test tính năng cho anh em xem, có đá lưỡi nha anh em. Mạnh mẽ, bền bỉ, chính hãng Hitachi. Đó, chấp tất cả các thể loại. Đó. Mã 374, giá 350.000 đồng anh em, siêu rẻ ha. Đó mới khởi đầu thôi. 375 rồi xịn hơn nữa nè. Giữ hơn nhiều. 375 tem chốc chốc nhẹ nhìn hơi thấy ghét nhưng mà không sao, nguyên quan trọng là có full chức năng cho anh em sử dụng. Tem mát đầy đủ, CJ60V, điện áp 100V, 380W. Từ 0 đến 3.200 vòng phút, 4A, hãng Hitachi sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Có điều tốc, có đá lưỡi nha anh em. Quan trọng là có điều tốc nè. Dây nguồn dài 3m của hãng Hitachi luôn. Dây zin nha anh em. Con này nguyên bản ha. Đây, điều tốc nè, chỉnh nhẹ lên nè. À, đang điều tốc nha anh em. Đây là mức thấp nhất nha anh em. Lên chút xíu ha. Lên nữa. Lên hết lắp luôn nha anh em. Rồi. Như thôi là đủ hiểu vấn đề rồi đúng không? Hitachi 375, giá 400.000 đồng. Có đá lửa điều tốc đầy đủ, tem mát đẹp ha, đi nguồn zin. 376 là một con máy thể loại châu bò đến từ thương hiệu Makita. Điện áp 100V, 390W, 4A, từ 0 đến 3.100 vòng trên phút nha anh em. Có điều tốc luôn. Phần thân máy của nó toàn bộ dây bằng nhôm hết toàn bộ nguyên đây nha anh em. Đây phần này ha. Ở trên tay cầm bằng nhựa. Đó, cách điện, còn phần dưới là nhôm. Tỏ nhiệt rất tốt. Con này bao bền cho anh em. Zin nguyên bản từ cái máy với cộng dây Makita luôn. Ok, thì con này có gì đặc biệt, có đá lưỡi, có điều tốc. Đây mình test điều tốc cho anh em xem. Mức thấp nhất nha anh em,
để chỉnh lên ha. Đây nè, cái đúc dừa tóc nằm đây nè, thấy rõ không? Đây nè, chỉnh lên nhanh lên chút, chỉnh lên nữa, nhanh hơn chút nữa, chỉnh lên nữa, nhanh hơn nữa, chỉnh mát lóc luôn nè, chỉnh mạnh nhất cho anh em ha, hết lóc luôn nè, cứ ngắt luôn nè. Đỉnh, bao đỉnh nha anh em. Makita chính hãng, nội địa Nhật, điện áp 100V ha. Zin từng con ốc tới cụm dây nè. Đó, dây mát nè. Đó, ok chưa? Mã 376 giá 450.000 đồng. Còn gì phải bàn, quá đã. Tiếp theo, nếu anh em không thích đồ nhôm, anh em thích đồ nhựa thì đây, bờ lót tách trơn, có đá lưỡi, có dừa tóc, 6 cấp độ, tem mát đầy đủ, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật ha. Điện áp 100V, 450W, sử dụng lưỡi tối đa 55mm, từ 800 đến 3100 vòng trên 1 phút. Bờ lót tách trơn thương hiệu của Mỹ, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dây điện nguồn dài 4m. Test chức năng cho anh em xem. Đợt máy này toàn máy VIP thôi nha, anh em thoải mái lựa chọn luôn ha. Điều tóc, đá lưỡi đầy đủ, tem mát, ok, dây điện nguồn dài 4m, đó. Nguyên bản chính hãng, mã 377 giá 450.000 đồng nha anh em. Đợt này còn thứ dữ luôn mà anh em ơi, vì nó mới sướng. Nè, tiếp theo nè, đá lưỡi, điều tóc, chỉnh được cái độ đá cái lưỡi luôn. À, mã 378 nắp bảo vệ nghe nè, đế nhôm, cái tem bên đây hơi mờ nghe nè, tem bên đây, điện áp 100V, 580W, 500 đến 3000 vòng trên phút anh em, của Master Kubo, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. À, anh em xem kỹ nha, mã số nha, 378 ha, tem mờ mờ, cấp độ đá lưỡi nè. Đây, điều tóc đây, test chức năng. Dây nguồn dài 3m. Nguyên bản. Tháo này mới thấy được. Rồi đã lưỡi nè, em xem nè, ok, mã 378, tem tim mất mát nhẹ nhàng, công sức lớn ha, đầy đủ chức năng, đá lưỡi, tùy chỉnh đá lưỡi, điều tóc, đế nhôm đẹp, ok, 6 cấp độ điều tóc, mã 378 giá 450.000 đồng nha anh em. Thứ dữ cơ mà anh em ơi, ba con cuối là ba con dữ ác nữa. 379 này, tem bị tét, tem bị tét thì mình báo bị tét thôi anh em, đâu có phải sợ. Nè, con này thì autolock nha anh em, con này autolock nè, đó, bạc bạc rồi xong. Điều tóc, đá lưỡi, tùy chỉnh cấp độ ra lưỡi,
tem mát. Bên đây gõ 11 nha anh em. Gõ cực kỳ nha. 550W điện áp 100V 5.7A. Từ 500 đến 3000 vòng trên phút ha. Custom Kobo, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Xem kỹ thông số cho mình nha. Mã số nha. 379 ha. Rồi ok, dây nguồn dài 3m. Chiều tóc đầy đủ nha anh em. Đang mình chỉnh hết tóc mình. Đây là khi mà anh em có cái lưỡi nè, anh em có cái lưỡi cạ đây nó đá cho anh em xem nè. Đó gọi là tùy chỉnh tốc độ đá lưỡi ha. Đây 0 1 2 3. Ok chưa? Rồi, quá ok, quá đã. Mã 379 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo. Full option luôn. Đá lưỡi. Tùy chọn đá lưỡi. Điều tóc. Tem mát đầy đủ đẹp luôn. Cái phần đế bằng inox luôn ha, chứ không phải bằng nhôm nữa, bằng inox luôn. Của hãng Edman. Tem mát hai bên đầy đủ, 500W. Điện áp 100V. Có điều tóc luôn anh em, đầy đủ ha, anh em mới xem trực tiếp nè. Đó, nó bảo vệ luôn. Ok. Công tắc. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật anh em. Mã số của nó là 380 ha, là mình sẽ thử cho anh em xem, dây nguồn dài 3m. À, đá lưỡi nè. Không nè. 1 2 chơi chưa? Điều tóc hoạt động ok, đá lưỡi hoạt động ok. Đế nhôm, sau khi anh em, đế inox ha. Tem mát đầy đủ, ngoại hình ok. Đó. Xem. Quá ok, có cái chìa khóa để tháo lắp mũi luôn. Tem mát bên đầy đủ, ok. Mã 380 giá 500.000 đồng. Bao xịn cho anh em sử dụng nha. Nói rồi, đợi này còn thứ dữ luôn à, lựa đã luôn. 381, à con này đỉnh nhất nha. Hội tụ tất cả những thứ đỉnh của chớp về. Đá lưỡi tùy chọn chỉnh 0 1 2 3. Điều tóc auto lock ha, auto lock. Điều tóc chỉnh tem mát 470W, điện áp 100V của hãng Bosch. Tem niêm phong, máy full. Chưa tháo cái máy ra luôn anh em. Zin nguyên bản. Giữ không? Bosch. Sản xuất tại Lichtenberg, Essen, Đức. Sử dụng lưỡi tối đa 68mm. 470W. Từ 500 đến 3100 vòng trên phút. 4.9A, điện áp 100V. Nguyên bản. Nguyên bản. Đây, xem niêm phong đây. Ok chưa? Rồi. Dây nguồn dài 3m, zin từng con ốc tới cộng dây.
chức năng thứ nhất, chức năng điều đốc cò, chức năng điều đốc chỉnh nè. Mức thấp nhất nha anh em, mức mạnh nhất nha. Như vậy là có nghĩa là nó có hai cái cấp điều tốc. Anh em thích điều đốc chỉnh, anh em chỉnh về mức yếu nhất vẫn được. Đây là minh chứng. Anh em muốn điều tốc cò, anh em chỉnh về mức giữa. Anh em bấm nhẹ nó sẽ chậm, bấm mạnh vào sẽ nhanh. Rồi, quá ok rồi, anh em hiểu điều tốc là gì. Tiếp theo, đá lưỡi. Đá lưỡi hơi cứng nha, ít sử dụng ha. Đây, hơi cứng, để mình sẽ dùng cái gì đó mình kẹt nó, mình bẻ cho anh em xem ha. Thì cơ cấu nó bẻ qua bẻ lại thôi, không có gì khó. Em cứ để ý đi, những cái máy nào mà những cái cơ cấu nó ít xài là nó sẽ cứng thôi, mà mình xài thời gian sẽ mềm lại. Bây giờ mình sẽ test chức năng đá lưỡi cho anh em xem nè. Ok ha, đầy đủ chức năng hết trong một con máy, bao gồm ngoại hình ok, tem mát đầy đủ, nguyên bản nguyên zin chưa tháo lắp. Đây tem niêm phong nè, còn anh em nơi sản xuất là tại Đức, nhập Nhật, điện áp 100V, ok chưa, công suất rất mạnh 470W, sử dụng lưỡi rất dài 668mm, điều tốc, đá lưỡi, auto lock, tất cả hội tụ vào con máy này. Có thể nói con máy này là một con máy hiện đại nhất, nó có đầy đủ tất cả mọi chức năng mà anh em cần. Ok, giá 550.000 đồng nha anh em, 550.000 đồng cho một con máy siêu phẩm ha, rất là xịn nha anh em. Ok, tiếp tục thế nào. Tiếp theo còn máy cưa xích tới chút xíu nha, mình sẽ quay cùng hai máy cưa xích một lượt ha, để quay máy thổi. Máy thổi Ryobi dây nguồn bó đây rất là gọn nha anh em, em sử dụng thì bó vô rất là gọn luôn. Máy thổi có chức năng hút vào ống này, thổi ra này. Anh em hay hỏi mình á, có chức năng thổi không anh? Có, hút vào đường này nè, thổi ra đường này. Ok chưa? Rồi, hãng Ryobi, mã 387. Điện áp 100V, 6.6A, 630W, 16.000 vòng trên phút, thổi tối đa 2m8. 2m8 nha, từ đây thổi ra xa 2m8. Ok, rồi. Cái chức năng mấy con này thì chức năng hút thổi thôi, không có vấn đề gì phải thắc mắc nhiều, nên mình sẽ test nhanh cho anh em để mình tới những cái máy khác nữa ha anh em. Đây nên anh em thấy trên video nó sẽ hút cái da tay kia lên nè anh em. Đây nè, đơn giản gọn nhẹ, hút vào thổi ra, hút thổi lá, mã 387 giá 300.000 đồng, hút đường này thổi đường này. Rồi 387 300 nhanh gọn, còn quá nhiều máy tranh thủ mới được anh em ơi, mất thời gian của anh em. 388 của hãng Hitachi, hút thổi luôn, 3.5A, 13.000 vòng trên phút, thổi 2m3 của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, hút vào đây thổi ra đây. Rồi test dây nguồn dài 3m. Mã 388 giá
xíu kỹ thuật âm thanh đó, nó bị mất tiếng. Nên mình quay lại cho anh em xem nha, nó bị mất tiếng thì anh em không có xem được rõ. Ok, thì một máy thổi bụi này của hãng Bosch, công suất của nó là 550W, điện áp 100V nha anh em ha. Máy bấm nó 390, thì nguồn nó đây, dài khoảng 4-5m nha anh em. Chức năng của nó là hút thổi, hút vô đây và thổi ra đây ha. Tới chức năng cho anh em xem. Đó nghe anh em, hút vào thổi ra ha. Mã 390 giá 350.000 đồng nghe anh em. Đó, của Bosch. Bị trục chặt âm thanh, mảng lắc quá, mất tiếng. Hên là phát hiện ra kịp ạ. Rồi, tiếp theo. Hitachi 389, con này có điều tốc nha anh em ha. Có điều tốc ở đây nè. Đây, nút này mình thấy chỉnh được. Công suất của nó là 550W, điện áp 100V nha anh em. 16.000 vòng trên phút, 5.8A, thổi tối đa 3.8 ha. Rồi, mình sẽ thử điều tốc này nha anh em. Mức thấp nhất nè ha. Đây, mức thấp nhất này. Rồi, chỉnh cho nó mạnh lên nha anh em. Mạnh lên từ từ nha. Đó. Mình chỉnh mạnh nhất luôn nha anh em ha. Hút vào, thổi ra. Đó, của hãng Hitachi. Mã 389 giá 400.000 đồng anh em. Về nguồn dài 5m nha. Rồi, cái cửa xích đây thì chút xíu nữa đây sẽ tới nha thôi ha. Rồi, xin phép giờ camera xíu nha anh em. Chút xíu cửa xích đó thì mình test hai cây đó lượt đó nè. Còn bây giờ tới máy bào đi. Còn rất là nhiều máy nha anh em. Máy bào nè. Mã 393. Của máy bào đến từ thương hiệu Makita. 5A, 480W, thì 100V. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em. 16.000 vòng trên 1 phút ha. Đây. Mời xem. Cặp lưỡi zin còn sáng bóng sạch sẽ. Đây. Ok nha anh em. Phần đế dưới đây bằng nhôm ha. Rồi, điều chỉnh rồi năm sau ở đây. Mình sẽ tháo ra, dặn vô cho anh em xem. Nó hơi cứng để mình đây. Nó ít xài nó hơi cứng nha anh em. Em dặn ra chạy ra nè. Đó. Anh em dặn ra vài lần là sẽ giống như là nó quen á nè, nó ra vô nhẹ hơn, giờ nó hơi cứng nó ít xài. Đó, ra vô đây anh em. Thì chỉnh độ nông sau đây ha. Ok. Rồi, test chức năng cho anh em xem. Ok, mọi chức năng đảm bảo cho anh em sử dụng. Lưỡi bào còn zin, còn nguyên, chưa bể mẻ nha anh em. Mã 393 giá 400.000 đồng ha. Máy bào Makita, nội địa Nhật. Giá chỉ có 400.000 đồng thôi nha anh em. Anh em lưu ý là mình, anh em chuyển khoản đủ giá trị đơn hàng mình bao ship cho anh em nha anh em, toàn quốc ha. Còn ship code thì mình không bao phí ship. Đó. Nói cho rõ anh em nắm hết. Máy chỉ có mấy trăm ngàn thôi nhưng mà đảm bảo là hàng nội địa nhất Nhật. Con này của hãng Makita. 400. Điện áp 100V, 16.000 vòng trên phút. 580W nha anh em. Con này 580W nha. Mã 394, 580W nha. Con này rất là mới nè, đó. Thấy không? Ra vô thì mình chỉnh bình thường thôi. Vô nè, ra nè để mở cho nó hở nhiều nhiều chút xíu. Rồi. Ok chưa? Lưỡi bào đây. Cặp lưỡi bào zin còn luôn. Bé ngót nha anh em. Chưa mẻ ha. Đó, ok. Rồi. Cái điện nguồn dài khoảng 3m của Makita luôn. Tới chức năng cho anh em xem. Con này 580W nha anh em ha. Mã 394 giá 450.000 đồng. Bào chính hãng Makita nha anh em, nội địa Nhật. Điện áp 100V nha, anh em lưới vô mình nha. 395.
Giờ camera xích lại xíu là vừa rồi đó nha. Rồi 395 đây. Makita lưỡi 82 480W điện áp 100V, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, 1900B. Lưỡi 82 ly 16.000 vòng trên phút nha anh em. Đây. Lưỡi bào đây, anh em xem rõ. Còn một cặp nha anh em. Mới chát ha. Nguyên bản. Dây nguồn dài 3m của Makita luôn. Đó. Nên hàng nguyên bản không nha anh em. Mã 395 giá 400.000 đồng nha anh em. Thì chính là nông sâu nè. Nó hơi cứng này. Cái này nó ít xài nó hay cứng lắm. Anh em chỉ cần chịu khó dặn ra dặn vô vài lần là được hết trơn anh em. Đó. Ok chưa? Test rất là cụ thể cho anh em ha. Dặn vô dặn ra. Rồi. Ok, tiếp tục thôi. 396 còn này đẹp nha anh em. Tem mát cực kỳ đẹp ha. Ngoại hình trang sạp em. Tất cả các máy đều là hàng nguyên bản hết. Đây. Ốc mát còn 7 màu. Tem gõ 11 5A 16.000 vòng phút 1900. Điện áp 100V 480W. Nè, tem mát cực kỳ đẹp luôn nè. Sáng bóng sạch sẽ ha. Đây, ốc mát 7 màu. Lưỡi đây, sáng bóng luôn. Dạ, bén quá. Đây. Sắc bén nha anh em, 7 màu luôn ha, rất là đẹp. Rất là ok luôn. Cho chức năng cho anh em xem. Đẹp thì đẹp nhưng mà phải có chức năng mới được, đúng không? Quá đã. Rồi, tùy chỉnh tốc độ. Tùy chỉnh độ nông sâu nha anh em. Ra vô nè. Vào. Vào. Ra vào. Đó. Mã 396 giá 450.000 đồng nha anh em. Cực kỳ rẻ, vừa rẻ mà vừa đẹp nha anh em. Đây, tay mát đây. Tiếp theo 397 và 398. Toàn bộ là máy gin hết, dây nguồn gin luôn, Makita luôn. Cái gì đây? 397. Lưỡi đây. Tập lưỡi gin còn luôn, bén ngót nha anh em. Rồi, ok. Ngoại hình. Tem mát thì khỏi phải nói rồi. Điện áp 100V 480W, 15.000 vòng trên phút 5A của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Nhật xịn nha anh em. Makita chính hãng, điện áp 100V ha. Dây nguồn chính hãng luôn, gin luôn. Đây, ra vô nè. Đó, ra vô nhẹ nhàng nha. Đây. Ra vô ok nha anh em. Mã 397 giá 450.000 đồng nha anh em. Và con máy cuối cùng 398, con máy đẹp nhất luôn ha. 480W thì áp 100V 16.000 vòng trên phút, lưỡi 82 của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, 5A. Tem mát đầy đủ full hết. Tháo tùy chỉnh độ nông sâu luôn. Chỉ chỉnh trực tiếp luôn nè, em xem rõ hết nè. Rồi. Cặp lưỡi. Cặp lưỡi gin còn nguyên nha anh em, sáng bóng ha. Ok. Dây nguồn 3m của Makita luôn. Tới chức năng. Rất là ok nha anh em ha. Đó. Mã 398 giá 500.000 đồng nha anh em.
Rồi thì mình sẽ tới con gì đây, à cưa kiếm, cưa xích đi, cưa kiếm đây. Đây bu lông anh em, bu lông thì để chi, cưa kiếm blade anh đã cơ, cưa xích hai cây sẽ để ra đây, rồi mình sẽ quay từng máy cho anh em xem hết. Ok, đầu tiên à ôi sao ghi anh em khỏe, đầu tiên là tiếp tục bu lông Hitachi. Đây anh em mới xem ngoại hình tem mát đầy đủ 360W, đầu 1/2, 3.8A, 2100 vòng phút, đảo chiều trực tiếp tại cò, đầu 1/2 nha, chuẩn chỉ ha. Rồi ok, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, tem mát đầy đủ, dây điện nguồn dài 4m. Đảo chiều đây nha anh em. Bù lông Hitachi 385 giá 600.000 đồng anh em, nguyên bản nha, nguyên zin luôn á. Tình trạng như thế nào mình quay trực tiếp cho anh em xem. Mã số, mỗi số mình chỉ có một máy duy nhất thôi. Tiếp tục cưa kiếm Blade and Decker, con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, rất là mới anh em có xem nha, rất là mới nha anh em. Từ 0 đến 5.500 vòng trên phút đều tốc cò, điện áp 100V 400W ha. Cái lưỡi nó là dài 1 tấc 8, anh em có xem điện nguồn dài 4m nha anh em, của Blade Decker luôn ha. Cái chức năng cho anh em xem, công tắc phụ này nhấn vô, anh thấy không? Đó. Ok, cưa kiếm có tặng lưỡi luôn nha anh em ha. Cái lưỡi này là lưỡi riêng của nó, mẫu mã này thì anh em có thể cắt ngang ra, cái lưỡi có y chang luôn, cắt ngang cũng được, cắt dọc cũng được ha. Đó, thoải mái cho em sử dụng. Mã 386 giá 500.000 đồng anh em ha. Con này trên thị trường máy mới luôn, máy mới ken luôn, là nó khoảng 1.8 triệu nha anh em ha. Con này mình bán thanh lý anh em chỉ có 500.000 đồng thôi, tặng lưỡi luôn, lưỡi zin theo máy luôn nha anh em, chứ không phải lưỡi Việt hay lưỡi Trung Quốc gì đâu, lưỡi zin theo máy luôn. Ok, chỉ có 500.000 đồng thôi ha. Rồi đó là cưa kiếm nè, cái cưa xích nè, đây cưa xích mini nhỏ gọn cầm tay Makita lưỡi 3 tấc M501, là con máy này mình giới thiệu anh em rất là nhiều loại rồi, rất là nhiều đợt, nhiều máy rồi, không có gì phải đắn đo nhiều. Điện áp 100V 680W, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, con này cưa kiếm mini dành cho anh em cắt củi tỉa cành rồi nọ đâu, nhẹ nhàng gọn nhẹ ở nhà ha. Có hệ thống phun nhớt tự động luôn, anh em cần bơm nhớt vào đây thôi, khi anh em máy hoạt động nó sẽ tự búng nhớt canh nuôi lan mà hình anh em ha. Có cái cây này cho anh em tháo này nè, đó ok chưa, rồi ta chức năng vì nguồn của nó dài khoảng 3m nha anh em. Cơ bản mới là máy mini gọn nhẹ cho anh em cắt cây tỉa cành, chú bác lớn tuổi sử dụng tại gia đình. Ok, mã 391 giá 550.000 đồng anh em ha, 550.000 đồng đó. Tiếp theo 392 là con máy lớn hơn, xịn hơn của Makita, cái này lam 4 tấc nha anh em. Đây tháo lắp đều hoàn toàn bằng không có bằng nút gì cho anh em, việc bạn chỉnh bằng cái này nè, anh nói có sai chị hướng dẫn này. Còn tăng đưa đi xích lam ngay trong nút này ha, chỉnh bên đây Makita tự động phun nhớt luôn, chốt có cơ cấu an toàn này, nhấn này ra, nhấn này vào thì cái máy sẽ chạy, nhấn này ra thì máy sẽ không chạy. Đây nó có hướng dẫn này hết tất cả mọi thứ nha anh em. Con này thì lưỡi 40 1430W công suất rất là mạnh nha anh em, 800 vòng trên phút ha, 15A, điện áp 100V của Makita, sản xuất lắp ráp tại sử dụng tại Nhật, tên hiệu của là MUC 400, MUC 400 nha anh em.
dây điện nguồn zin của Makita luôn, em hãy xem nè ha. Đây Makita, dây này dài khoảng 3 mét nha anh em. Nè, em xem nè, công tắc phụ ở đây nó không giật lên, không bao giờ máy hoạt động nha, rất là an toàn ha. Đó, em nghe cái cọc không? Đây, góc này thì hơi khó thấy ha. Đây nè, nè em giật ngay lên nè, giật lên nghe cái cọc này nè. Đó, thì máy mới hoạt động nha. Nếu như cái công cái chốt này nằm trên đây thì không bao giờ nó hoạt động ha, rất là an toàn. Rồi ok, máy này quá quen thuộc với anh em rồi, test chức năng lại cho anh em xem lần nữa nè. Mã 392 giá 750.000 đồng nha anh em, 392 750.000 đồng nha. Con này 1430W, lưỡi 40, lưỡi 400, 4 tấc nè, 400mm, 4 tấc ha, mạnh, dài, an toàn, đời cao. Đó, mã 392 giá 750.000 đồng. Ok, rồi đó là tất cả các máy mini này nọ mình giới thiệu cho anh em. Bây giờ tới những máy chính nè, những máy cực kỳ yêu thích của anh em. Đầu tiên khoan bê tông Boss, bao giờ chơi cái khoan đầu kẹp của thằng Boss trước đi. Đây khoan Boss GBM13BBS. Đó. Thì nó là gì đặc biệt? Thứ nhất, đầu kẹp 13 ly mà mắt in gẹt money nha anh em. Đây, xem giùm mình ha, thấy rõ không? Gẹt money. Rồi, ok. Điện áp 100V, 550W, đảo chiều, điều tốc, hai tốc độ khoan 1 và 2. Con này dành cho anh em khoan gỗ, khoan sắt nha. Lưu ý, nghe rõ giùm mình, khoan gỗ, khoan sắt. Đó, tem niêm phong còn luôn, máy chưa bung nè, máy zin ha, tem mát 3 bơm. Đây, sản xuất tại New Zealand, Thụy Sĩ. Điện áp 100V, 6A, 550W, đầu 13 ly. Tốc độ thứ nhất 1000 vòng trên phút, tốc độ thứ hai 1900 vòng trên phút. Hàng xịn nha anh em. Ok chưa, lâu lâu về cây xịn sò cho anh em khoan sắt khoan gỗ chơi. Tay cầm hỗ trợ đủ với nguồn dài 5m. Ok chưa? Test chức năng. Điều tốc cò. Điều tốc chỉnh. Mình chỉnh tốc độ chậm cho anh em xem. Nè, tôi chậm nè anh em. Tôi nhanh nha. Đảo chiều nè anh em. Đảo chiều đầy đủ ha. Đó, đầu ra vô rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đó, full chức năng cho anh em sử dụng. Made in gẹt money từ cái đầu tới nguyên thân máy. Mà cộng dây điện của nó, cộng dây điện zin của nó theo máy là bị đứt rồi. Lưu ý ha, bị đứt rồi, mình đã thay một cộng dây điện khác của hãng Hitachi. Đó. Dây điện xịn bãi luôn, bãi của Nhật cho anh em. Cơ bản dây điện nguồn nó bị đứt, nếu anh em thích dây đứt thì mình sẽ vẫn để cho anh em thôi. Còn anh em thích dây này thì mình để dây này. Đó, quan trọng là phần thân máy là quan trọng nhất nha anh em ha. Nguyên bản tem niêm phong chưa tháo, nguyên bản nguyên zin nha anh em. Xị xỉ sản xuất lắp ráp ha, điều tốc đảo chiều đầy đủ, đầu 13 ly, mắt in gạt money. Mã 399 giá 700.000 đồng nha anh em, chỉ một máy duy nhất 700.000 đồng. Rồi bây giờ tới khoan bê tông nè, 368 khoan bê tông Boss GBH20E, điện áp 100V, 420W, tem mát hai bên này nè ha. Đây, Đức sản xuất nhập Nhật, dây nguồn dài 5m. Cái chức năng cho em xem. Đầu tiên chức năng giữ mũi,
Rồi, bó gì nguồn quá dài nha anh em. Đây, khoan, để sửa camera lại nha. Rồi, đây. Nha. Sau khi anh em nha, chỉnh lại chút xíu. Rồi, nó bị gục quá. Sau khi anh em, rồi. Vậy đi, rồi. Tới chức năng. Chức năng quan thường nha anh em. Chức năng bê tông. Ok. Mã 368 khoan boss chính hãng, hai chiếc căn khoan thường và khoan bê tông. Đó, bố gì việc luôn anh em. 368 giá 600.000 đồng, nhanh gọn lẹ ha. Boss Đức. Tháo lắp đơn giản gọn gàng. 368 giá 600. Tiếp theo 369. 369 tem mát đây. 22 2 gạch 22. Một điện áp 100V 500W nha anh em. Tem này còn, tem dưới còn, tem bên đây mất ha. Mắt in kẹt money. Đó, Đức nhập Nhật không vấn đề gì phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Ok chưa? Rồi. Thử tháo lắp mũi. Rồi, đây. Ok. Điện nguồn. Test chức năng. Chức năng khoan thượng nha anh em. Chức năng khoan bê tông. Rõ ràng là cái công suất máy này mạnh hơn ha, cái búa nó mạnh hơn nhiều ha. Boss Đức nhập Nhật không có đắn đo suy nghĩ gì nhiều. Mã 369 giá 650.000 đồng. Quá đã. Tem mát anh em. Made in Việt Money. Ok ha. 369 giá 650.000 đồng, cực kỳ rẻ. Boss sẽ nhớ nghe anh em, chứ không phải boss tào lao đâu ạ. Tiếp theo là một con boss nữa. Boss 1 gạch 20 trừ 6 500W. Tem mát đầy đủ. Made in Việt Money. Điện áp 100V 500W, 5.3A. Boss sản xuất nha anh em. Nhập Nhật ha. Đây, có tay cầm luôn. Mình sẽ kiểm tra cái đầu nó từ từ cho anh em xem. Con này ít sử dụng nên cái đầu nó hơi cứng nha anh em. Chức năng khoan thường, chức năng khoan bê tông này nè. Chức năng khoan bê tông của nó rất là mạnh nha anh em. Rất là dữ ha, rất là mạnh ha anh em. Của Boss Made in Việt Money nhập Nhật đó, xài không phải nghĩ. Mã 370 giá 650.000 đồng nha anh em, bằng giá con kia ha, anh thích con nào lấy con đó. Theo 371 371 khoan Boss nha anh em, có ống hút thổi bụi ha, điện á 100V 500W. Made in Việt Money, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, 5.3A, 500W thì 100V. Tay cầm hỗ trợ cực kỳ lực nha anh em, rất là ngầu ha. Tem mát 3 bên, 1, 4 bên luôn, 1, 2, 3, 4, rồi xong, quá đã. Mình sẽ gắn cái miếng này vào thử cho anh em xem ha. Đơn giản gọn gàng. Chức năng giữ mũi. Như đi nguồn dài 5 mét nha anh em. Ok, rồi. Chức năng khoan thường. Đây chức năng khoan thường nha anh em. Chức năng khoan bê tông nè. Anh em phải tiếng búa à, đủ phê rồi.
Điều tóc cò. Mình quên giới thiệu anh em các máy khoan bóp điều của điều tóc cò, anh em bóp mẹ nhẹ nè. Nghe tiếng búa đã nha anh em. Ok ha, mã 371 giá 700.000 đồng. Tháo lắp đơn giản gọn gàng. Ok. Tiếp theo là tới máy dục. Máy dục này anh em thông cảm cho mình dục hơi ít nha. Tại vì máy nó quá mạnh. Test cho anh em nghe tiếng máy thôi ha. Đục thử thôi ha. Vì nguồn dài 5 mét nha anh em. Máy đục Makita HM0801 8A 2900 vòng trên phút, 760W, 100V của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Ngoại hình nha anh em. Hướng dẫn anh em tháo lắp nha anh em. Đây nè, đây có nút phải không? Bây giờ nè, bỏ vô nè. Đó, anh em xoay này nè. Xoay một vòng. Đó nghe nè, cứ gắt nha, tháo ra nè, xoay ngược lại ha, tháo ngược ra xoay ngược lại đó, còn bỏ vô thì xoay thuận kim đồng hồ. Rồi đơn giản gọn gàng, chi điện nguồn dài 5 mét, máy đục, một chiếc nhân duy nhất là đục. Ok cho anh em. Quá mạnh mẽ. Ok ha. Rồi giờ mình tháo mũi ra nha anh em. Đây mình xoay cái này nè ha. Đó, xoay ngược về, xoay nửa vòng kim đồng hồ. Đó, tháo ra. Ok chưa? Tháo lắp cực kỳ đơn giản, em thao tác một hai lần anh em sẽ quen thôi. Ok. Khi anh em mua máy đục này mình tặng anh em luôn một cái mũi đục nha. Mũi đục này đục thép của Nhật nha anh em ha. Mỗi mũi này trên thị trường có giá ít nhất 100.000 đồng. Mã 372 giá 700.000 đồng. 372 giá 700 anh em, tặng một mũi đục kim Nhật nha. Tiếp theo 373 là máy gì đây? 373 là máy vừa đục vừa khoan huyền thoại. Điện áp 100V, 500 đến 3.300 vòng trên phút, 760W của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật anh em. Hay con này có điều gì khác con kia? Con này thì vừa đục vừa khoan. Anh em bỏ máy đục vô, vì nguồn dài 5 mét nha anh em ha, của Makita luôn. Bỏ đục vô, nghe đục. Ok chưa? Rồi tiếp tục bỏ mũi khoan thì nó khoan nha anh em. Máy tự động nó phải thế chứ, đúng không? Máy tự động là tự làm việc hết. Đây bỏ mũi khoan như này, anh em thấy nó khoan không? Ok, test sơn ngang cho anh em thấm thôi nha. Cái này đi công trình thì đã đời ha. Cái này anh em cứ lấy cái búa hay anh em đập đại đi. Nó cứng lắm, nó có hư đâu sợ. Đó. Mã 373, máy vừa đục vừa khoan chính hãng Makita, giá 800.000 đồng. Tặng một cục cặp mũi đục và mũi khoan bãi thép xịn Nhật ha. Ok. Rồi, xong. Tiếp theo nè, hai con máy cuối cùng. Đây. Hai con máy này có điều gì đặc biệt mình sẽ giới thiệu liền cho anh em xem. Một con máy này là nó là giống như là không có tầm trong dãy mã số luôn nha anh em. Nó không có mã số gì.
Tại con này là nhiệm vụ chức năng của nó là cắt sắt thủy lực ha. Thì đặc biệt của nó là gì? Anh em mua máy này về sắp về đi công trình xài luôn. Tại sao? Cơ bản nó là được máy điện 100V nhưng mà mình đã quấn nguồn 220 rồi ha, quấn trực tiếp nguồn 220. Công suất của nó là 10.2A, tương đương với 1000 mấy watt nha anh em ha, điện áp 100V. Mình đã quấn nguồn 220 rồi. Máy này thì không cần sạch, không cần đẹp gì hết trơn. Chỉ cần cắt được sắt là lụm thôi. Con này cắt tối đa được 16 ly dây nguồn ra, dài 6 mét nha anh em. Điện 220 ha. Mình lấy điện 220 mình test máy cho mình xem. Này máy cắt sắt nha anh em, đây là điện mạng lưới quốc gia nè, em hãy xem. Còn máy mình, mấy cái máy điện 100V mình test cho anh em á, là mấy cái máy này, cổ này ha. Rồi, nhìn là biết rồi ha. Đây, 220 đây. Điểm vào. Mình cắt sắt thử cho anh em xem. Cắt tối đa 16 ly nha anh em ha. Để dành cho anh em đi công trình. Mua máy này về rồi sắp đi công trình luôn, khỏi có suy nghĩ gì, khỏi vệ sinh cho đẹp gì hết, đem công trình quốc liền luôn. Điện 220 mà sợ gì. Đây, chưa ăn điện. Một khúc, hai khúc, ba khúc. Đây là mới là sắt có 12 ly thôi nha anh em ha. Anh em nào muốn cắt tối đa 16 ly lấy máy này xài. Máy này là máy cắt sắt thủy lực không mã số của ông chú bạn à, ông gửi mình bán đó, bởi vì nó không có nằm trong cái dãy mã số của mình. Ok chưa? Đảm bảo cho anh em sử dụng điện 220 cắt thoải mái. Đây sắt, đây sắt này anh em hay sử dụng đúng không? Ok chưa? Đây cắt nhỏ đây xin. Cái tay này bóc mấy cái mũi hơi xấu anh em thông cảm nha. Rồi đó, cắt tối đa 16 ly, giá 1.500.000, điện 220 nha anh em. Điện 110 nhờ quấn nguồn 220 rồi, giá 1.500.000. Anh em nào cần xài thì liên hệ mình ha, máy của ông chú gửi bóng bên bên. Ok ha, thích thì alo cho mình. Và con máy cuối cùng của chương trình video ngày hôm nay mang mã số 400, và những con máy tiếp theo sẽ là lần lượt các mã số 401, 402. Thì video tiếp theo mình sẽ có. Bây giờ mình trước hết mình nói về con máy này đi. Đây là con máy cưa trượt của hãng Hitachi. À, sửa camera lại ha. Cưa trượt, hành trình trượt của nó là khoảng 2 tấc hơn. Hành trình trượt 2 tấc hơn của hãng Hitachi. Con này là nguyên bản nha anh em, sử dụng đĩa 180-190 ha, cắt 35-45 độ gì đó. Đây xem thông tin bên đây cái điện áp 100V 11A 4000 dòng trên phút, 1000W nha anh em, 1050W ha, 11A của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Cưa trượt thì cái con này thì nó hình theo mình biết là nó có xây tùm lum tùm lá chứ cái này. Đây đây mình từ từ mình thử cho anh em xem nè. Đầu tiên là nó sẽ xây cái này nè đó ha, xây này xong rồi tới xây cái bàn. Mình xây cái bàn cho anh em xem, xây cái bàn đó. Rồi xây cái bàn đó, xây qua xây lại gì nè anh em ha. Rồi trượt bàn nó lỏng cái này ra mới trượt được nha anh em. Đó trượt đó, nó là cơ bản là vậy, mình biết nhiều mình nói nhiều anh em ơi. Toàn bộ phần đế của nó này là bằng nhôm hết nha anh em, nhôm hết, chỉ có phần thân máy là nhựa thôi, cái cục củ máy nè, cục máy là nhựa thôi ha. Ok
nhôm xay. Ở đây các bạn xay nó xay 40 độ. Xay qua đây 40 độ, quay qua đây 40 độ, 45 độ ha, xay qua xay lại. Nhôm. Máy này đã qua sử dụng nha anh em ha. Lưỡi của nó thì lưỡi hợp kim luôn. Lưỡi hợp kim này là cắt gỗ, cắt nhôm được nha anh em. Hành trình trượt nó khoảng 2 tấc. 2 tấc nha anh em. Hành trình trượt 2 tấc nha. Đó. Rồi bây giờ mình cắt thử nha anh em. Cắt thử nhẹ nhẹ cho anh em xem chức năng thôi ha. Này anh em trong nghề thì sẽ gần hơn mình. Mình chỉ cắt thử thôi. Cắt thử cho chức năng như thế nào thôi. Ngáo rồi anh em, sorry anh em. Chị điện nguồn đây anh em, dài khoảng 5 mét ha, đem kim điện. Kim điện cái anh em. Rồi cắt thử anh em xem ha. Anh em nào có chuyên chuyên ngành thì gần hơn mình rồi. Rất là đẹp ha. Thì mình cắt thử cho anh em xem nha anh em. Nó ngót hả? Xay này. Xay búa lù xù cho anh em. Trượt nha. Đó. Cắt xuống nè, cắt nghiêng, cắt xéo dùm lum nha. Rồi đó là đảm bảo là chức năng, là đảm bảo cho anh sử dụng đó. Anh em gành nghề thì cứ xách về xài thôi. Con cũng như tem mát đầy đủ, cũng còn mới. Dây nguồn dài 5 mét nha anh em. Cắt ngọt, lưỡi bén lắm. Cắt ngọt lắm ngọt. Nét rất là đẹp. Ok. Rồi thì đây là con máy cuối cùng mình giới thiệu cho anh em rồi. Mời anh em xem tham khảo, nếu yêu cầu sử dụng máy nào liên hệ với mình. Mã số của con máy này là mã số 400 nha anh em. Mã số 400 ha. Con máy này giá của nó là 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 đồng ha. Đây. Bao gồm tất cả như vậy nè, đó, dây nguồn 5 mét và lưỡi hợp kim theo máy đầy đủ hết. Đó. Rồi. Anh em mà cần sử dụng máy này liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888 để góc trái màn hình. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã chích thời gian để xem video của mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp anh em trong video sắp tới. Hãy đăng ký kênh nha anh em để theo dõi những máy mới nhất ha. Phương thức đó mình cho anh em chuyển khoản đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship thì những con máy lớn nè anh em, máy lớn này, máy này ha, máy lớn á, nặng á, anh em muốn ship cost á, anh em cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi nha anh em. Em lưu ý giữ cho mình ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.